đang thiếu. Chính xác. Không được. Vẫn đang là cầu thủ chủ nhà. Bóng không tới được vị trí của Van der Luis. Sút bóng. Vậy là trái bóng đã đi vào lưới và bàn thắng mở tỷ số đến với cầu thủ Becamex Bình Dương. Pha dứt điểm của Trần Hữu Đông Triều và cộng thêm một chút may mắn thì đội chủ nhà đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Khó có thể trách thủ môn Thanh Bình của đội khách trong tình huống dẫn tới